Hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một cái sản phẩm, hai sản phẩm về bàn phấn dành cho các chị em phụ nữ. Hôm nay em xin giới thiệu cái bàn phấn này tương đối là hàng VIP của cái hàng có đỏ á. Thì em xin giới thiệu đây là cái bàn phấn này là cái mặt liền, cái mặt này là liền 2/2, mặt này cũng liền 2/2 thôi. Đó, mọi người có thể thấy này, mặt liền 2/2 này. Cái chiều sâu để mình sử dụng ấy, là 41 phân. Cái này cũng là mặt liền luôn. Đây, ba cái mặt liền. Thì cái này có 4 cái ngăn kéo ở trên này, rất là phù hợp với những người mà thích để rất là nhiều đồ này, rất là nhiều đồ nhỏ ở trên cái 4 cái ngăn kéo này. Đó, 4 ngăn kéo. Cái này được chạm khắc bằng CNC rất là tinh xảo nhé. Bên này thì mình có làm là 4 cái ngăn kéo luôn, 4 cái ngăn kéo này. Đây, cái ngăn kéo này mình muốn đo chi tiết cho mọi người thì nó là 16 phân, chiều sâu của nó là 25 phân. Đó, một cái hộp kéo. Đấy là cái hộp kéo mình đo chiều nào nào nhé. Đó, thì cái chiều cao của cái chỗ ngồi ấy là 74 phân này, nên đến cái chỗ sử dụng từ dưới đất lên. Còn bên này là 85 phân này, 85 phân là nên đến cái mặt này. Còn chiều cao tổng thể của cái bàn phấn này, nó có chiều cao là 1m80. Chiều cao tổng thể cũng là 1m80 đúng không? Đó, kể cả những người mặt cao cũng có thể sử dụng tình thường cái bàn phấn này. Trong cái thị trường mà bàn phấn mà hàng chợ quá hoặc là hàng chợ quá thì người ta sẽ đưa cái sản phẩm nó rất là thấp, cái chiều này nó không có chiều cao, nó chỉ được 1m6 hay 1m6 mấy thôi. Nhưng mà khi cái hàng cao cấp thì mình làm cao tới 1m8 thôi. Để mọi người coi. Đó, thì đây mình xin nói sơ lược. Đây là 4 cái ngăn kéo ở bên trên, 4 ngăn kéo bé, và bên này có 4 cái ngăn kéo rộng. Đây nó có một cái ngăn kéo để rất là nhiều đồ đây. Đó. Còn bên này là một cánh cửa. Cánh cửa này có để rất là nhiều đồ ở trong này. Cái bàn phấn này nó có chiều ngang là 1m2. 1m2 là chính từ bên này qua bên này 1m2. Còn cái khung này là 87 phân. Khung này là 87 phân, và chiều cao của mình là 1m8. Đó, còn bây giờ mình sẽ quay cái đôn cho mọi người thấy đây. Cái đôn này là nó có 7 phân vuông, cái đôn này 7 phân nhé. Cao 47 phân, nó có kích thước là 31 phân vuông. Đây, sản phẩm rất hoàn hảo để cho mọi người lựa chọn nhé. Giá thành thì tùy từng thời điểm, mọi người có thể liên hệ với em qua hai số điện thoại này để được tư vấn tốt nhất có thể. Ở đây, bên cạnh